Một trong hai bình ấy bị một vết nứt của bình kia thì Tuyền Thảo luôn luôn đem về đủ lượng một bình nước đầy. Đó là giới thiệu một người gánh nước, một chiếc bình bị nứt, một chiếc bình bị lặn. Cũng giống như chúng ta có một cái anh là tiên tiến xuất sắc trong cơ quan, còn một cái anh thì không đạt yêu cầu. Vậy cuối đoạn đường dài từ con suối đến nhà, chiếc bình nước lúc nào cũng phơ chỉ một nửa bình. Suốt 2 năm trời, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về nhà có một bình rửa nước mà thôi. Dĩ nhiên cái bình nguyên vạn rất hãnh diện về cái thành tích của mình, đã hoàn tất một cách tuyệt hảo nhiệm vụ nó được tạo ra để thi hành. Còn tội nghiệp, rất tội nghiệp chiếc bình nước của chúng ta, nó xấu hổ về khuyết điểm của mình, và nó khổ sở vì chỉ hoàn tất được một nửa công việc nó được tạo ra để làm mà thôi. Sau 2 năm chịu đựng cái mà nó cho là một thất bại chua cay, một ngày nọ nó lên tiếng nói với người gánh nước bên suối rằng: "Bác ơi, thưa bác, con thật xấu hổ về biết đức bên hông, đã làm rỉ mất nước đi đường về nhà bác rồi bác ạ." Người gánh nước trả lời như thế nào? Ông chủ trả lời rằng: "Con ơi, con đã chẳng để ý thấy chỉ có hoa mọc trên đường đi bên phía của con hà. Ta, đó là vì ta luôn biết khuyết điểm của con nên đã gieo hạt hoa dọc đường bên phía của con, và mỗi ngày trên đường mình đi về, con đã tưới nước cho chúng nó rồi đó. 2 năm nay ta vẫn luôn hái được mấy con hoa đẹp để trưng trên bàn. Nếu mà con không phải con y như thế này thì trong nhà đâu có được trang hoàng đẹp đẽ như vậy, phải không con?" Bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện đó và chúng ta thường thường chúng ta có suy luận rằng, chúng ta suy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm, ai mà không khuyết điểm. Quan trọng là ai cũng đều là chiếc bình nứt cả, nhưng chính cái vết nứt và khuyết điểm đó của từng người trong chúng ta mới khiến cho đời sống chung của chúng ta trở nên thú vị và làm chúng ta thỏa mãn rồi đó. Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm cho ra cái tốt trong họ. Và cuối cùng, câu chuyện chiếc bình nứt gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất nhân văn, hoàn hành cho tất cả các bạn bình đức của tôi. Câu chuyện nó không có kết cấu phức tạp, không có những nhân vật mâu thuẫn, nhân vật gay gắt, nhưng nó chỉ làm giống như một chuyện mình đối chuyện bình thường với một người A đối với người B mà không chuyện kể bình thường nào. Nhưng đằng sau cái câu chuyện này là triết lý nhân văn, triết lý nhân đạo, một cái nghệ thuật lãnh đạo quản lý, một cái bài học cho nhà lãnh đạo trong lãnh đạo quản lý nhân viên của mình, quản lý tổ chức của mình như thế nào. Ai cũng làm chiếc bình, ai cũng có khuyết điểm, nhưng quan trọng đó mình, cái khuyết điểm đó mình sử dụng cái khuyết điểm đó như thế nào ở trong cơ quan, trong đơn vị của chúng ta mới là cái quan trọng. Đó là cái câu chuyện để chúng ta suy nghĩ về câu chuyện này như thế nào. Mỗi người chúng ta khi đọc rồi thì chúng ta sẽ phân tích ý nghĩa câu chuyện dưới góc độ là người lãnh đạo, người quản lý cấp phường, cấp xã của chúng ta, một bộ phận nào trong trong thôn xã của chúng ta, người cán bộ công chức bình thường, và quan trọng nữa
nhất là bản thân của mỗi người trong chúng ta khi nghe câu chuyện chiếc bình đức và liên hệ với thực tiễn cuộc sống, công việc và cuộc sống của chúng ta như thế nào. Bây giờ thì các bạn đã nghe rồi, bây giờ ai có thể xung phong đứng lên cho một ý kiến. Trong cái buổi học này, tức là chúng ta không cần phải nói hay, không phải cần nói đúng hết, mỗi người đồng ý thôi. Ý nghĩ của mình như thế nào, mình trả lời như thế đó là tốt rồi. Và mỗi người đó là tôi theo tôi nghĩ như thế này, theo tôi nghĩ thế kia. Tôi liên hệ với thực tiễn trong cái công việc mà lãnh đạo chỉ đạo ở cơ quan chúng tôi, nhân viên của chúng tôi như thế nào, thì các bạn có thể cho ý kiến. Tôi là đạo đại diện của tôi là cũng ra là các anh đã có kinh nghiệm hơn những lãnh đạo của tôi như là nhân viên của tôi. Liên hệ với anh. Dạ, đối với theo tôi thì không có lãnh đạo quản lý máy. Thì con thằng tôi theo những câu chuyện này vừa rồi thầy đã trao đổi diễn ra cái nội dung là chiếc bình lăn và chiếc bình đất, thì theo tôi có khả năng là tôi chiếc bình đất. Thì nếu như con thằng là của tôi thì cái này là một cái khuyết điểm, thì mặc dù là câu chuyện cái khuyết điểm người ta đã, người lãnh đạo đã tận dụng cái khuyết điểm đó để người ta tạo ra được cái người mà hoàn thiện nhất. Người hoàn thiện nhất thì là cái bệnh không đức đã mang về những cái sản phẩm của người lãnh đạo đó. Còn cái bệnh đức tuy nó không hoàn thiện, nó chỉ được là 5%, nhưng mà người lãnh đạo quản lý đó, người ta tận dụng những cái quyết định của cái bệnh đức để tạo ra một cái sản phẩm khác và cái sử dụng vào cái việc không phải những cái việc xấu người ta làm nó không mang lại cái hiệu quả, nhưng mà người lãnh đạo biết tận dụng con người và từ đó người ta khắc phục được cái điểm yếu của người đó. Theo tôi là cấp dưới thì có lẽ là sẽ dần dần hoàn thiện báo cáo lớp học thế. Chào thầy, chào các bạn. Đó. Cái bộ liên hệ rất là thực tiễn, rất bình thường như vậy, không có gì khó khăn đâu. Ba, thầy xin mời Trần Ngang. Em. Chào các chị. Thưa thầy, em là một nhân viên, không phải là một lãnh đạo, nhưng qua câu chuyện của thầy là cái ép thì em cũng nhận định ra được một cái bài học kinh nghiệm một người cán bộ công chức như người nào. Câu chuyện này tương tự như câu chuyện của Bác Hồ, công đồng của Bác Hồ dùng nhân viên mẫu, tức là người lãnh đạo hoặc người quản lý viên nhân nhân, thì bất cứ một trong người nào bị sử dụng vào cũng là đạt được cái hiệu quả theo mong muốn của người làm đó. Theo tương tự về phương diện của tôi thì cũng là thực tế khi mà cán bộ lãnh đạo nhắc nhở đến mình, tuy nhiên đó là những cái điều rất tốt, nhưng mà ngược lại thì về mặt tâm linh là bạn không vui lòng. Cái toàn như vậy, biết là tốt, nhưng mà lời phê bình nhắc nhở là chắc chắn 99% anh chị em chúng ta không vui lòng. Nhưng mà không vui lòng đó thì chúng ta, nếu như mà chúng ta có thể suy nghĩ lại việc làm của mình, vì sao mình nhắc nhở ở chỗ nào và mình đang còn làm được ở chỗ nào để mình khắc phục hiệu quả cái khuyết điểm đó. Đương nhiên trong cuộc sống thì qua thầy còn nói là nhân vô thập toàn, tức là con người không có thể được sâu sắc, không hoàn thiện được một cái gì hết. Một con người, một người cấp quản lý thì trong quản lý thì chắc là các bạn biết rồi, không? Quản lý nhà nước thì nó rất nhiều khía cạnh. Nhà nước, quản lý nhà nước thì anh chị em chúng ta hình dung nhà nước hành vi hành chính và công tác quản lý là nó như một cái bóng bọc mà. Nếu chúng ta
nắm chặt chỗ này thì nó lại phòng ra chỗ khác. Xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ là ai sẽ phong này? Thầy xin mời một cô gái góc con nam. Là một phụ nữ. Thưa các bạn, phân tích cái câu chuyện này rất là dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc. Mà nó hình như nó gần gần ở trong ta, trong mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một cái khuyết điểm, không có ai không có khuyết điểm. Khuyết điểm, quan trọng là cái khuyết điểm nhiều hay khuyết điểm ít, chúng ta có hàng ngàn, hàng triệu cái khuyết điểm trong đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy là cái bây giờ chúng ta xử lý cái khuyết điểm là như thế nào? Câu chuyện chiếc bình đức này đến nổi lên một cái chủ đề lớn trong chủ đề này là nghệ thuật dường người. Nghệ thuật dường người. Nhà lãnh đạo, nhà quản lý công việc, quản lý cái xã, quản lý, nhưng mà quản lý cái gì? Là quản lý con người để làm cái công việc đó. Không? Nếu mà không có con người thì làm sao mình làm những công việc lớn, việc nhỏ được. Ngay cả việc mà làm một bữa tiệc trong gia đình để mà đãi khách chừng 2-3 người, nhưng mà mình cũng có ai người, cũng mình phải có con người làm chứ, phải không ạ? Nhưng mà mình biết điều khiển, mình biết chọn người này nấu món này, người kia nấu món kia, tức là ta phân công phân nhiệm. Nghệ thuật dùng người ở đây tức là của người các nghề xưa hay nói là dụng nhân như dụng mộc, vật dĩ khấu hủ khí lương tài. Lời xưa nói như vậy có nghĩa là dùng người như dùng gỗ, chớ vì một vài chỗ mục mà bỏ cả cây lớn. Dụng nhân như dụng mộc, vật dĩ khấu hủ khí lương tài. Người xưa đã nói đến bây giờ nó vẫn còn giá trị đó. Có nghĩa là anh dùng người thì anh phải hiểu con người, hiểu cá tính con người, hiểu tình độ con người, hiểu thái độ con người, hiểu tri thức con người, hiểu kỹ năng của con người, hiểu tính tình của con người. Dụng nhân như một có nghĩa là chúng ta, nhà lãnh đạo, nhà quản lý phải biết đặc điểm của từng cá nhân con người trong tổ chức của chúng ta, trong xã của chúng ta. Hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ tích cực, hộ chưa tích cực, hộ tốt, hộ chưa tốt. Chúng ta phải nắm được như vậy, chúng ta mới làm, hiểu được như vậy thì chúng ta mới lãnh đạo cả cái xã chúng ta cũng thành công được. Rồi trên cơ sở đó, ở một cơ quan thì chúng ta biết được mỗi con người, biết sở trường, sở đoạn của họ, và chúng ta phân công làm sao cho hợp lý, nghĩa là đặt con người đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ, động viên, kích thích là kịp thời thì chúng ta mang lại cái hiệu quả rất là tốt đấy. Còn nếu không thì chúng ta có giỏi không mấy, nhưng mà chúng ta không chú ý đến đặc điểm của từng con người, dùng người đúng lúc thì chúng ta cũng thất bại trong công việc của chúng ta, công việc chúng ta sẽ không nên làm hiệu quả. Các bạn, như người dụng nhân như vật như ở đây có nghĩa là biết đặc điểm của người phân công hiệu quả. Ở đây chúng ta thấy là nổi lên một vấn đề là nghệ thuật dùng người mà từ xưa chúng ta đã học rồi. Trang Tử có dạy chúng ta một bậc thầy của nghệ thuật dùng người, chính là cho đi xa để xem lòng trung, cái người trung thành với công việc không, trung thành với đảng không, trung thành với xã của mình, trung thành với nhiệm vụ của mình không.
cho đi xa để xem họ phân công họ đi công tác xa khó khăn họ có khắc phục được không, hay là họ thấy khó quá họ bỏ cuộc. Thứ hai, cho ở gần để xem sự cung kính người đó có biết kính trên kính dưới không, hay là ngạo mạn, hay là cái cá tính của mỗi người. Anh tình thực hiện anh chỉ cái tôi của anh lớn, anh coi thường lãnh đạo, anh coi thường cấp dưới, cho gần để biết cung kính. Thứ hai, sử dụng trong khó khăn để xem khả năng của người có người đó ứng biến như thế nào, sai sở như thế nào không. Bây giờ cái giải pháp như vậy đấy là rất khó, nhưng bây giờ theo anh thì anh có cái cách gì, anh nghĩ cách gì để mà gỡ cái khó khăn này, cái khúc mắc này của xã được không? Sử dụng khó khăn để xem cái khả năng và năng lực người ta. Mình bố trí công việc, mình cứ sợ người ta làm không được, cứ bố trí công việc đi. Và nếu họ làm được thì đó là khả năng đích thực của người đó. Hỏi trong gấp gáp để xem cái trí tuệ ứng biến của chúng ta ra sao. Và thứ năm là khẩn cấp về thời gian để xem chữ tính của anh như thế nào, hay là lầm dối, lầm giả, làm láo, báo có thật. Và thứ sáu là giao cho tiền tài để xem cái anh có trung thành, anh có làm, anh có tham không, để biết cái nhân ái của anh, chữ nhân, cái chữ tính của anh như thế nào, cái tính nhân văn, cái đạo đức của anh như thế nào, phóng hành cái nào à. Người ta nói là lấy đàn bà để thử đàn ông, mà lấy tiền để thử đàn bà, mà lấy vàng bạc để thử đàn bà, lấy đàn bà để thử đàn ông, cái nó đúng quá như không. Mấy linh mục trước khi mình làm linh mục cho đi về xuống tiếp cận với địa phương và cho con gái nó dụ, mà nếu mà anh không vượt thoát được thì anh là mãi mãi anh là làm thầy, làm cô chiên. Còn thế mà anh vượt thoát được thì anh làm lãnh đạo, làm linh mục, làm linh mục. Hai là mình như vậy, cho nên sẵn việc giao tiền tài để xem đức nhân ái, đạo đức của anh như thế nào. Qua người khống để xem khí tiết của anh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hay không. Và thứ tám là gì? Cho uống rượu say để xem thái độ. Xem thế nào? Nó đừng sai đâu, cứ gọi mà rượu như cái vô quán tiền thì không bao giờ say, uống không bao giờ say, uống no thế mà chả thấy say. Thì làm sao thử này? Lúc đó thì mình có riêng đó có tiền là cho uống rượu làm sao cho nó say. Chứ ông này uống nó uống ông cái nghệ thuật công tiền là cho uống rượu mà nó lâu say để bán được nhiều. Mình cũng bắt cơ ông là tưởng là ngon ngon, ông cứ khen. Mình tưởng tưởng là cái rượu ngon, nhưng mà thật là rượu không say. Tối qua tôi uống từ đầu đến cuối mà chả có khi nào say. Tôi về tôi vẫn còn thấy là mình hình như mình chưa uống rượu. Uống rượu không say thì làm sao đây? Không, tại đâu? Cái đó là cũng là đó là cái nghệ thuật bán quán của ông tiền. Mình có rất hay, giới thiệu rượu nào cũng ngon ngon độc đáo không, rượu ba kích uống vô nó kích nhưng mà chả thấy kích nào ấy. Nhưng mà bây giờ là cho uống rượu say để biết thay đổi, uống liên nó bừng bừng thay đổi, bắt đầu thế ra hành vi chúng ta thấy nè, anh đó rượu vào lời ra nam như tử như kỳ như phong, bắt đầu lời ra tay chân múa máy, bắt đầu là không làm chủ được cái lời nói, không làm chủ được suy nghĩ, và nói tầm bậy tầm bạ, nói tầm bậy là nói theo cái bản chất của mình. Lúc đó mình biết bản chất của anh này như thế nào, được không? Các bạn làm được không? Bạn mới về làm chủ tịch, làm bí thư, gặp gỡ tức là mình mấy tuần đầu là đừng có làm việc gì hết, bạn ăn nhậu thôi. Đi đâu là ví dụ như đi chỗ nào cái mời xuống ấp này mời nhậu, mời thằng nhậu nhậu, nhưng mà mình đừng nhậu, mình làm uống sao nó có say. Mình cứ nhắm thôi, mình cũng ly chúc mình khỏe mạnh. Lúc này anh làm việc như thế nào, bắt đầu anh nào anh cũng nói công việc của anh, có anh nói đi trời, có anh nói dưới đất, có anh nói thành thật. Từ đó mình biết mỗi anh như thế nào, từ đó mình về ghi nhận lại để mình lãnh đạo, mình làm quản lý, biết người biết việc, đúng lúc đúng nơi đúng chỗ, thành công mát gì vậy. Giờ lại mình còn nếu mà mình biết con người, không biết năng lực, không biết thái độ, không biết hành vi, không biết kỹ năng người ta, mình giao việc là giao đứng cho ác, họ cũng không thành công mà mình cũng không thành công, tổ chức cũng không thành công, thì sao đây các bạn? Cho nên cho sự thực tập để xem sắc thái
và xem tốt xấu mà biết trường sở đoạn của anh ta, biết phân định cái nào là tốt, cái nào xấu, dự án nào là tốt, dự án nào là xấu, cho anh phân tích, cho anh đi phân tích, tức là xin ý kiến của anh, xin ý kiến của chú, xin ý kiến của chị, chứ không phải biểu mà mình phải biểu là hãy phân tích cho ta biết sở trường sở đoạn, thế là không đúng. Mình nghe phải biết sở trường sở đoạn, anh này có năng khiếu gì, anh này có năng lực gì. Và thứ 11, xem sự giao du để biết hiện tại. Ở nhà chơi với bụng, đi với bụng, mặc áo cà sa, đi với má, mặc áo hết. Chơi với người giàu, mình sẽ giàu. Chơi với người thông minh, mình sẽ thông minh. Chơi với người có học, mình sẽ có học. Thế thì chúng ta thấy là, hãy xem anh là người Pháp, người ta nói là, cho tôi biết bạn, quen người bạn của bạn là ai, thì tôi sẽ biết anh là ai. Thế thì chúng ta thấy là gặp mực thì đen, gặp đèn thì sáng, cho sự xem sự giao du để biết tiềm tàng sao, và quan sát biểu hiện để tìm cái đẹp đến bên trong của người đó sao, khuôn mặt là nhìn cái khuôn mặt là biết cái tâm tính của anh kia mà, nhìn sắc thái tình cảm là biết tính cách bên trong của anh kia mà. Xem cái cách ngồi là biết anh đó là người có lập trường hay không có lập trường. Ngồi mà cứ rung chân như thế này là anh đó không có lập trường. Anh đó là gió chiều đó, nghe chiều đó. Mình lãnh đạo mình biết cái anh đó rồi, có những việc mình né đi, mình đừng hỏi tiếng, hoặc là mình hỏi để có cách tham khảo. Ngồi mà cứ rung chân đây là, nếu mà làm thương gia mà ngồi kinh doanh như vậy là người ta sẽ không đàm phán, trong hoạt động kinh doanh người ta không đàm phán, bởi vì anh ấy hứa trước quay sao xong không có hậu à, coi chừng họ giật dây mà lúc nào đó là giật dây, và họ kể với xem lúc nào mà chết lúc nào mà không hay. Biết người rất là quan trọng như vậy, cho là quan sát biểu hiện để biết cái đẹp bên trong. Trăm nghe không bằng mắt thấy, nghe ai như thế này, nghe như thế này, cuối cùng mình nhìn anh nó xấu không? Thôi mình tiếp cận đi, mình khảo sát đi, mình giao diện đi, rồi mình biết anh là ai. Trong em giám định cái thành quả, anh cứ nói nhiều nhưng mà tôi xem cái kết quả làm việc anh nói biết báo cáo rất hay bác ơi, nhưng mà tôi nói là ngày tuần sau anh đọc cho tôi một báo cáo theo yêu cầu này, theo mục tiêu, theo yêu cầu này được không? Anh kêu, anh nói được với em là xong rồi tuần sau cũng chả thấy một lần thất tín một vạn lần mất niềm tin thì bảo là mất niềm tin là mất tất cả, cái gì mất có thể lấy lại được, tiền bạc mất có thể lấy lại được, nhưng là niềm tin và thời gian mất thì không bao giờ lấy lại được. Thì chúng ta thấy là giám định thì để biết cái thành quả, anh nói mà không làm. Và thứ 15, trách nhiệm ý dân, tức là xem ý kiến của nhiều người chung quanh. Xem xuống dưới đó hỏi là bây giờ qua bữa nhỏ đó, anh Tư anh làm mà trưởng cấp anh thấy được không? Ôi, các ông này ông chỉ làm tư túi của ông thôi chứ ông làm gì? Ôi, ông Tư này hay lắm, ông này là ông là làm cái gì cũng sáng tới, ông làm gì mà lớn ích cho dân là ông làm tới đâu để cho ông đi cầu tiến lắm, ông đi lo cho dân lắm. Nổi ý kiến của anh. Cho nên đó là chúng ta thấy luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu là bạn. Như người gánh nước của chúng ta thì sao đây? Như người gánh nước của chúng ta khi chưa đủ điều kiện, cái bình nó cũng nứt, ảnh chưa khắc phục được, ổng không vứt bỏ cái bình đó đi, khi thì khai thác khía cạnh hữu ích của vết nứt đó hơn là bực bội hay chán nản, thất vọng về nó, đập nó, bỏ nó, do một xó xỉnh. Mà ở đây ông không hắc hủi, ông không hắc hủi hay bực bội, mà ông tận dụng nước rò rỉ để tưới hoa, tức là sử dụng cái khuyết điểm, cái hạn chế người ta để nở bông, nở hoa, để ra cơm áo gạo tiền, ra thành quả công việc. Lấy cái bông hoa tươi đẹp để trang trí trong ngôi nhà của đẹp không có lợi chứ. Đây là một thái độ chúng ta đánh giá, đây là một thái độ ứng xử tràn đầy yêu thương, trí tuệ, một người lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng,
vì nó là một có lòng nhân ái bao la. Đó, một hành động như vậy là tốt luôn. Mình liên hệ với bản thân mình lãnh đạo, mình đã thấy giáo viên mình đó bị khuyết điểm, mình có la mắng hay không? Mình la mắng cách khác, mình mời người ta uống nước, mình ngồi mình nói chuyện. Đầu tiên là mình nói rằng trong công việc anh vui vẻ chứ, vợ con lúc này sao rồi, và cái công việc vẫn là tốt chứ. Mình nói chuyện như vậy, mình động viên họ ta, anh là khá lắm, anh rất giỏi. Nhưng vừa rồi, công việc vừa rồi em không chú ý để nó sơ sót như thế này, anh thật đáng tiếc. Thế thì nhân viên nó đội mình nó lên chứ, nó mang ơn mình suốt đời chứ. Vì mình chưa biết đầu đuôi gì hết, là mình mới nghe nói là nó khuyết điểm, nó hư cái, bắt đầu mình đập mặt trong ghế, gặp nó là chửi xá xả. Ai cũng thích khen hết, bạn thấy ai cũng thích khen, tôi cũng thích khen. Và như vậy là có một cái bà già, bà ngoại mà bà là năm nay cũng là gần đặt xa đời rồi, nhưng mà cái thằng cháu bà nó khôn, nó học ở Sài Gòn, nó về nó nói ngoại ơi ngoại, con về đây con thăm ngoại khỏe không ngoại, và đứng đây cho con nhìn ngoại một chút xíu coi. Bà bắt đầu nó nói ô ngoại hồi trẻ nó chắc ngoại đẹp lắm hả ngoại, và nó thần quỷ tao mà đẹp gì hồi nhỏ nói vậy, cái bà cười bà bấm pin với tay hồi nhỏ là như vậy, là hồi con gái tao là cũng mấy cái ông ngoại, mấy bao nhiêu ông ngoại bô tai bô thế tao mà ta rải còn có một ông dính tao, đó là ngoại mày. Cười cái bà nói thằng cháu nó nói ngoại ơi con học ở Sài Gòn mà tốn kém quá, tiền điện tiền nước bây giờ nó tăng lắm, giá học phí cũng tăng, coi ngoại cho con 50 triệu con đóng tiền học được không ngoại. Ủa thằng quý mà xin tiền thì mấy nó đại xin tiền mày còn khác nó đẹp, nhưng mà nói như vậy và bỏ bổn miệng bao cười, bà đưa cái gì quá này vô trong tủ lấy đem ra 50 triệu đủ không con sướng không, ai cũng thích khen. Anh nhìn cái anh cứ khen vợ đi, anh đem khen vợ liên tục, trời em có tài nấu nướng, anh có tài vợ khen. Ôi mềm nó trưa nắng như thế này mà mình rờ rôm cái vai của người vợ mình nói em tôi giỏi quá, em tôi hay quá, em tôi nấu cơm ngon quá, anh và tôi bảy đời bảy kiếp chín kiếp nữa anh mới lấy được em, anh mừng lắm, anh cảm ơn đất trời, anh kiếm lên tổ tiên ông bà nhà em, anh cảm ơn ba mẹ đã sinh ra là em để cho anh lấy em sướng không. Thế thì bà già bà đánh lô tô đất trời uống ăn gì không được, anh ăn canh chua em nấu canh chua, anh ăn có kho em nấu có kho. Bà nó ăn canh chua, bà nấu canh chua bắt đầu khen, thôi bữa canh chua chưa ăn mà nó nói canh chua em nấu ngon quá, canh chua em nấu ngon quá chưa ăn mà nó không. Thế là phụ nữ họ sống theo cảm tính nhiều hơn, cho nên phụ nữ này sáng canh chua chiều canh chua tối canh chua lúc nào cũng chua rồi chết chưa. Nhưng mà khen như vậy muốn nói là khen cho đúng và cho giới hạn của nó, chứ đừng khen đụng đâu khen đó. Nếu nói anh là cả lương anh thì không thật không, mình khen cứ đúng chứ. Hôm qua nó làm việc tốt, hôm qua em được xuất sắc làm công việc đó, anh thấy mình ngưỡng mộ em vô cùng ngày hôm qua, chứ còn lắm em hay quá, em làm công việc gì cũng xuất sắc nên là sao đúng được. Phải có chuyện mình khen và như vậy là khen và khen nhiều cách. Ví dụ như bây giờ mình học, anh học chính trị rồi, các bạn học chính trị rất là nhiều rồi, Mác Lênin rất nhiều rồi, chỉ bằng bằng chứng mà. Hôm nay ví dụ như chiều nay 5 giờ mình về, mình báo cáo với vợ, em ơi, em đứng lên trên xe của em, ô em đẹp quá, anh ngưỡng mộ em. Nó nói như vậy đó, ôi anh này học cái lương ở đâu đây. Mình nói, ô em đứng lên trên xe, ồ cái mình ngạc nhiên, mình sững sờ, mình nói với nó một cách rất là, vợ mình một câu rất là hay, mình nói là em mới quá hồi sáng em là mặc cái áo nó trắng, nhưng bây giờ là cơm heo cháo rồi, là bắt đầu là bụi rồi này nó bung ra, bắt đầu còn trắng đâu, mình nhìn áo trắng như là không trắng nữa rồi. Hồi gì nhớ hồi trước là tôm kho rồi nó thơm này nọ, nhưng mà bây giờ thì là có cái mùi khác rồi, phải khác đó, phải mới chứ. Khen là khen cho đúng, khen cho đúng rồi. Và như vậy, như người đất nước của chúng ta không hắt hủi bực bội, mà tận nước rồi để giữ tư hoa, lấy hoa tưới trên mình, đây là thái độ. Còn chiếc bình đức chúng ta thì sao đây?
cái anh mà khuyết điểm của chúng người mà chúng ta, ví dụ như chúng ta bị khuyết điểm thì sao đây? Nếu như anh ta không mang những tâm sự của mình nói với ông chủ, cái khuyết điểm của mình nói với ông chủ, với nhà lãnh đạo, thì anh ta sẽ không nhận ra những giá trị của chính mình. Giá trị của chính mình đã mang đến cho sự sống tươi tốt bao bông hoa ngoài kia. À, ông chủ ông nói là đâu có, ta lấy nước của con đó, rỉ của con đó, và ông trồng hoa và trồng hoa đem để về trang trí trong phòng. Bây giờ trong phòng nó rực rỡ, nó đẹp như vậy. Như vậy là tốt chưa? Giá trị của con đem lại đó. Nếu mà anh ta không nói ra thì làm sao mà anh ta biết được cái giá trị mà mình đã. Và đó là những bông hoa tươi đẹp. Trước những thất bại như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống cũng vậy, trước những thất bại con người không nên bi quan, khuyết điểm. Nhưng mà không phải là cuộc đời chúng ta khuyết điểm hoài, hạn chế hoài, mặc cảm mà cầm vững vàng 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 đứng lên từ những thiếu sót, cho dù chúng ta cố gắng rất nhiều nhưng mà vẫn thất bại. Nhưng mà không sao, thất bại nhưng không sao, chúng ta vẫn không đạt được những thành quả như ý muốn thì cũng không cần quá buồn, vì chúng ta đã cố gắng hết sức. Và khi thế ấy chúng ta hãy nhìn lại phía sau chúng ta ra sao, và sao chúng ta ra sao. Sau những cố gắng mà chúng ta bỏ ra, tuy không đạt được thành quả cao nhất, nhưng chúng ta đã thành công rồi đấy. Thất bại là bạn thành công, tức là chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm cho cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã biết cách vượt qua chính mình, đã có thêm những bài học quý báu về kinh nghiệm. Và như vậy, đó chẳng phải là những thành quả đáng quý nhất hay sao? Và còn vết đức của chúng ta là gì vậy? Cái vết đức của mình đức đó là hình ảnh biểu tượng cho những khuyết điểm, những nhược điểm của chúng mỗi người trong chúng ta, những hạn chế trong bản thân mỗi người trong chúng ta. À, và trong câu chuyện chiếc bình đức đã vô cùng, nó đã vô cùng đau khổ, vô cùng hoàng hoạt vì vết đức trên thân mình. Chiếc bình cho rằng mình đã không thể chứa đựng được, không thể trở thành một vật trang trí khiến ông chủ có thể hạnh diện được. Nhưng không sao, trong cái đó là cái, đó là cái tâm trạng, đó là trạng thái tâm, biểu cảm sắc thái tâm lý của một người thiếu tự tin, nhiều mặc cảm, thiếu tự tin là điều kiện. Dù ta có tài đến mấy, con người cũng từng trải qua thất bại, từng tự trách bản thân mình vì những thiếu sót, vì những hạn chế của chúng ta cơ mà. Thế thì việc tự trách không hề xấu hổ, bởi vì sao phải? Bởi vì nó là biểu tượng việc cao nhất cho sự ý thức. Khi nhận thức được những thiếu sót, con người sẽ biết khuyết điểm của mình là ở đâu để từ đó khắc phục và trở nên tiến bộ hơn mới là cái quan trọng. Và thưa các bạn, tuy nhiên nếu luôn luôn mặc cảm, chìm đắm trong sự mặc cảm ấy, con người sẽ không thể vượt thoát ra khỏi cái bóng ám ảnh của chính mình, càng không thể nhận thức được những giá trị thế mạnh của bản thân chúng ta. Ta nhớ lại một câu mà luôn luôn vang vọng ở trong tai chúng ta: nhân vô thập toàn, nãy anh cũng nhắc đến. Và như vậy không ai là người hoàn hảo cả. Nói cách khác, ai cũng là cái chậu nứt, ai cũng có nhiều khuyết điểm, chỉ là đặc biệt là khuyết điểm nhiều hay khuyết điểm ít mà thôi. Và vì vậy người hiểu đời thì không bao giờ anh tự tin, không bao giờ anh mặc cảm về những cái hạn chế của chính mình. Trên đời không ai hoàn hảo cả, đúng một cách tuyệt đối. Vì vậy nếu có những thứ xấu, hạn chế nào đấy thì bạn cũng không nên quá buồn mà mặc cảm vào bản thân mình. Điều đáng quý nhất là chúng ta biết mình yếu kém ở đâu để phấn đấu, để cải thiện, để hoàn hảo. Vì mặc cảm về bản thân mà đôi khi chúng ta bỏ quên những giá trị đáng quý mà mình sở hữu, như chiếc bình đựng như Edison, ông giỏi chứ. Nhưng ông cũng có 2.000 lần thất bại, cuối cùng ông tìm ra cái bóng đèn cho điện thoại bây giờ. Và ông dạy chúng ta thất bại là hại thành công. Một cái điển hình, một cái cụ thể thì chứng minh ở Edison.
Và như vậy còn chúng ta cũng vậy, không thể vì những vết nứt, những hạn chế của mình mà cho rằng mình vô dụng, không thể tạo ra thành quả. Khi cố gắng hết mình, chúng ta sẽ tạo ra được nhiều thành quả. Và cuối cùng hãy nhìn nhận công bằng với những thành quả mà mình đã tạo ra, bởi đôi khi nó không hiện hình giống như chiếc bình đức trong câu chuyện kia. Chúng ta cũng vậy, không thể vì những hạn chế và mình cho rằng mình vô dụng, không thể tạo ra thành quả nhiều thì chúng ta sẽ thành quả thật nhiều. Hãy nhìn nhận công bằng về những cái thành quả của mình, mỗi người đều có khuyết điểm, ai cũng có điểm. Trong hội trường này chắc là ai cũng có khuyết điểm hết. Tôi cũng có hàng ngàn khuyết điểm. Một xíu tí nữa là tôi đã bị sa ngã, tôi lật và bỏ chiều này tôi bỏ chạy, tôi đi chơi là khuyết điểm. Không, ai cũng có. Tức là mình quan trọng nhất là mình biết dừng lại. Mỗi người đều có khuyết điểm. Vấn đề ở đây là gì? Là nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có khuyết điểm, không sẽ không, chúng ta không nên so đo, so sánh, so đo tính tốt cả. Ngược lại, chúng ta càng quý những gì mình có hơn. Vì vậy đừng ngưỡng mộ những gì người khác có, hãy kiểm lại những gì mà cuộc đời đã dành cho chúng ta. Và vì vậy đừng nhớ, muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt lên nhìn lên. Và về nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại. Cho nên chúng ta cố gắng vượt thoát, như vậy chúng ta mới hạnh phúc. Lúc này chúng ta giải quyết vấn đề là như thế nào? Quá giải cái vấn đề này như thế nào đây? Trước hết tiếng nhận diện về những ưu điểm của bản thân để mà chúng ta vui sống. Suy ngẫm lại bản thân chúng ta, mỗi hôm mình không đẹp bằng người khác ha? Nhưng mà mình đứng bên cạnh người khác thì chúng mình vì mình cũng không thấy rằng không sao, bởi vì mình có cái đời sống nội tâm sâu sắc, đạo đức văn hậu, thương người được là hơn là được rồi. Tốt cổ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nếp còn hơn đẹp người mà. Thấy được như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ thanh thản và rất nhẹ nhàng hơn các bạn. Ta buông bỏ đi. Đạo Phật dạy chúng ta biết buông bỏ. Thì chúng ta biết bớt buông bỏ đi. Quảng là chúng ta có một quyển sách rất ngang tâm này. Quảng gánh lo đi. Trong xã hội luôn luôn chú ý đến vỏ bọc bề ngoài, và không sao vì mình có đời sống nội tâm. Ta thường ngưỡng mộ cái vẻ đẹp bên ngoài, thứ đẹp hoa lệ của người khác, nhưng mà lúc đó thì chúng ta suy nghĩ về mình, ta trăn trở, ta đau khổ, tại sao mình không đẹp như người ta, tại sao mình không giàu như người ta, tại sao mình không giỏi người ta. Công việc của mình rất bình thường, thu nhập rất là thấp, cũng chẳng sao, lương công chức 3 cộng 3 đồng, nhưng không sao vì đó là một nghề lương thiện chính đáng, là mồ hôi, là nước mắt của chính chúng ta. Thế thì chúng ta được nghĩ được như vậy thì thấy được như vậy thì chúng ta cũng nhẹ nhàng. Chúng ta hãy ngước mắt lên mà và chúng ta thấy những cái hình ảnh như khuôn mặt đó, họ khắc khổ hơn chúng ta nhiều nhé, họ thiếu thốn hơn chúng ta nhiều nhé, vì khuôn mặt đó các bạn biết, nhưng khuôn mặt họ lúc nào cũng rạng rỡ, cũng tươi tắn, cũng lạc quan, cũng yêu đời. Tại sao chúng ta nhiều tiền, nhiều điều kiện hơn họ, nhưng mà tao cũng có lúc chúng ta khóc một mình, ta than thân trách phận một mình, ta đau khổ. Cho nên nhưng chẳng sao vì chúng ta còn nhiều người đói, còn nhiều người nghèo, nhiều người thiếu thốn. Thấy được như vậy thì chúng ta cũng thấy cũng thanh thản. Bây giờ chúng ta phải tìm một nơi vắng vẻ để chúng ta nhận diện cái thiếu sót của mình. Thiếu sót của mình là ta thực tập nhận diện thật kỹ, thật sâu về cái vết nứt, cái khuyết điểm của mình, để thấy được những đặc điểm tích cực, thấy cái khuyết điểm của mình, để thấy cái tích cực trong khuyết điểm đó, cái hữu ích từ trong khuyết điểm đó để ta phát huy. Nếu hạn chế về học vấn, họ là đại học nhưng mình mới là cử nhân thì có gì đâu, mình mới tú tài thì có gì đâu. Nhưng chính hạn chế đó nó giúp chúng ta có một cái điều không sao, chúng ta trở nên một con người khiêm tốn bằng bốn từ khi nước từ trên trời rơi xuống
dưới đất chứ không bao giờ nước từ đất mà nó bay lên trời từ hơn nước mà không. Không, nước từ chỗ cao nó chảy về chỗ thiên tốn bằng bốn từ thiên. Và từ đó chúng ta chỉ giúp chúng ta là không kiêu ngạo, không kiêu căng, không tự mãn. Thường thường là những người giỏi mà không thành công bởi vì họ có tính là kiêu ngạo. À, kiêu ngạo. Và chỗ này là đồng Lenin nói là kiêu ngạo cộng sản. Nào. Về hạn chế về sức khỏe thì chúng ta đồng cảm với những người mà yếu như chúng ta, bệnh tật như chúng ta để mình thông cảm. Từ khi đó chúng ta phải nghĩ, suy nghĩ thật, nghiền ngẫm thật nhiều và sâu sắc hơn. Cho đến lúc chúng ta chấp nhận sống chung, an ổn với cái vết nứt, với cái hạn chế của mình mà thôi. Và quan trọng hơn, ta làm phép so sánh. Nhờ ta đứt nên người mới làm. Nhờ ta chưa đẹp, đứng bên người đẹp, họ mới thấy họ đẹp. Nhờ ta chưa giỏi, ta đứng bên người giỏi thì họ mới thấy họ giỏi. Chứ còn họ giỏi, họ còn đứng bên người giỏi nữa, chưa chắc là họ đọc người ta nhìn nhận đó là người giỏi. Cho nên nhờ ta đứt nên người mới thấy. Chính vết đứt đã xây dựng nên, đã làm nổi bật yếu tố lành của người. Thế thì chúng ta sống là cho cái ai chỉ biết nhận bao giờ là con chim chiếc lá, con chim đã biết hát và chiếc lá đã sạch. Sống là cho ai chỉ nhận bao giờ cho đi, ta vì cho người khác đi thì chúng ta sẽ có. Như hai mặt trước và sau của tấm huy chương, chúng nương nhau mà tồn tại. Bỏ mặt sau thô xấu thì không thể có mặt trước sáng chói vinh quang được cả. Và có mấy ai biết mình có khuyết điểm và chịu nhận khuyết điểm, dù rằng chúng ta có hàng ngàn khuyết điểm. Vì vậy mà chúng ta thấy ai được sống đang tạo, cuộc sống đang tạo cho mình những cơ hội thật ý nghĩa để đỡ hoa. Chứ chúng ta đừng có mà cảm thôi chấm dứt từ đây, đời chúng ta chỉ đây. Không, mà chúng ta phải mở ra một chân trời mới. Trong cuộc sống của mỗi người đều có những khuyết điểm. Ta đã tự chế trách mình thật nhiều vì những việc mình đã làm không hoàn thành. Rồi chúng ta đi đến một cái kết quả là thao thao khổ. Chúng ta mặc cảm, ta tự ti vì những hạn chế, vì những khuyết điểm của chúng ta. Các bạn thấy nhìn người mẹ của chúng ta như thế nào đây? Người mẹ chúng ta thấy là bà da còn bọc xương thôi, nhưng mà bà còn sức sống. Bà tự mưu sinh chứ bà không nhờ đỡ đến con cháu. Nước từ trong nguồn chảy ra chứ không bao giờ nước từ dưới sông mà chảy đi nguồn. Từ trường hợp nước lụt, nhưng mà nước lụt chỉ có một hạn chế thôi. Quy luật cuộc đời là nước từ trong nguồn. Con da như núi Thái Sơn, nghĩa là như nước trong nguồn chảy ra. Bà không cầu cạnh, không văn đưa cái tay, con ơi, con cho mẹ mấy đồng để mẹ sống. Mẹ không bao giờ. Chỗ ướt thì mẹ nằm, mà chỗ khô thì con nằm. Nhưng cái ngày sinh nhật của mẹ, của mình, của mỗi người chúng ta có cảm ơn, chúng ta có tặng bông hoa hồng cho mẹ mà chúng ta nói rằng ta yên ăn mẹ chúng ta chứ. Hay là chúng ta chỉ làm một buổi sinh nhật, mời chồng, mời bạn, mời bạn, rồi con cháu tới đi dự, nhưng mà còn mẹ chúng ta nằm một bộ que một mình ở một nơi nơi xa lạ nào đó. Mình cũng chạy điện thoại, mình cũng chạy Zalo, mình sắp cho mẹ một cái điện thoại, nhưng mà điện thoại nó không bao giờ nghe tiếng chuông báo. Bà mẹ bắt tưởng điện thoại nó hư, bà đem ra thợ, bà sửa, bà nói điện thoại nó có hư. Thứ nhất, bởi vì thứ nhất là con bà có sắm điện thoại, nhưng mà có khi nào nó gọi điện thoại gì cho mẹ, mẹ ơi, mẹ khỏe không, mẹ ăn cơm chưa, mẹ hôm qua mẹ cảm, mẹ uống thuốc chưa đâu, không. Và như vậy đó là ta lỗi của mẹ một lần khi mẹ trong ngày sinh nhật. Và như vậy là. Và còn ta thì sao đây? Có một lúc ta vấp ngã một chút thì chúng ta nhớ là cái cảnh là người giàu đứt tao đứt tay bằng ăn mày đổ rồi. Rồi ta tự than trách cái mình, than trách thân thân sao mà nó lẫn đặng như thế này, ta trách như thế nào, tôi thật tồi tệ, tôi thật bất tài, tôi thật đáng bị chê trách. Đây chẳng hai chàng đang nhìn cái hình ảnh người mẹ của mình ra sao đây, cầm lưng bên bó rau đi hết phố này qua phố nọ để mua gạo. Mẹ có khổ không?
mà thấy mẹ hạnh phúc, bởi vì mẹ còn làm ra còn sức và còn ra tiền, mẹ tự nuôi sống mình không nhờ đỡ đứa con mình. Thế còn mình là một chút xíu là mình than khóc. Và quy luật đơn giản của cuộc sống, nếu bạn không tiến lên thì bạn sẽ thụt lùi, luôn luôn vấp ngã, luôn luôn khuyết điểm, sửa khuyết điểm để tiến lên phía trước. Cho nên ở trên đời này có hai cái từ: thành công và hạnh phúc. Thành công là làm ra nhiều tiền, nhiều bạc, chức vụ cao, nhưng mà có đạt hạnh phúc được không? Người giàu cũng khác, cũng khóc mà. Cho nên hai cái từ này có khi là không đồng hành với nhau. Trong suy nghĩ nhiều người, thành đạt luôn luôn mang lại hạnh phúc. Nhiều tiền, nhiều bạc mang lại hạnh phúc. Nhiều của, nhiều cải qua hạnh phúc. Đó là chính vì thế mà người ta trở thành thành mục tiêu phấn đấu mà cha đạp lên tất cả đạo đức, văn hóa, gia đình, vợ con, để người ta cố gắng, người ta lấy làm sao là có nhiều tiền để con cuộc sống khỏi thấy hạnh sai lầm. Và người giàu cũng khóc. Và những người mà giàu nhảy lầu từ mười mấy tầng, tầng tám mấy tầng trên lầu đã xuống là người giàu, chứ đâu phải là những cái người nghèo như chúng ta. Có khi mà bạn nào mà nhảy trên lầu đó, mình lầu đó mà nhảy, có nhảy xong mà xuống đến tắm thôi, thì chúng ta thấy. Tuy nhiên đôi khi thành đạt không đồng hành với hạnh phúc. Thành công lớn nhất của đời người là khi mình sinh ra mình khóc nhưng mọi người chung quanh cười. Ô thằng cô ra đời, thằng bé ra đời mừng quá, ông nội mừng, bà nội mừng, ông ngoại bà ngoại mừng, chú bác mừng hết. Trong lúc đó thì ta là khóc, tiếng khóc chào đời của em. Mà ta sống như thế nào trong khoảng thời gian ta sống, ta ứng xử, ta làm việc như thế nào để khi mình chút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt lìa đời, mình mỉm cười, còn mọi người chung quanh khác phương cho ta, thì cái đó là hạnh phúc đích thực của một đời người. Và như vậy, tồn tại của một cá nhân chính là quá trình đi tới hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn luôn phấn đấu. Hạnh phúc là điều gì? Không phải cao xa lắm đâu. Hạnh phúc là từ những cái điều bình dị nhỏ nhặt nhất. Nhỏ nhặt nhất. Hôm nay ta đi học vô cổng cái có một người chàng trai khen mình, hôm nay sao em đẹp vậy, mình hạnh phúc. Đơn giản như thế. Hạnh phúc là một hành trình cách tình từ lựa chọn. Trên cuộc đường đời bạn có thể chậm rãi bước trên những lối đi êm mát và bao hoa cỏ xinh tươi quấn quýt bên mình, và là bạn có thể băng băng tiến về phía trước để đuổi theo những sắc màu lấp lánh ở cuối chân trời, nơi bạn thấy hiển hiện ánh cầu vồng mê hoặc, nhưng thật ra chỉ là khoảng không vô định. Và tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của mình. Hạnh phúc cũng là một sự lựa chọn. Hạnh phúc cũng là một lựa chọn, là một quá trình lựa chọn. Và ở đây chúng ta hãy nhớ rằng hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến. Luôn luôn lựa chọn, luôn luôn lựa chọn, luôn luôn lựa chọn. Và như vậy thưa các bạn, và một điểm tựa vững chắc đó chính là gia đình. Cái nhân văn đạo đức của người Việt Nam chúng ta. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại mẹ chúng ta một lần cuối cùng khi chấm dứt bài này. Vì con sống mẹ suốt đời lắm rồi, về cô vui mẹ rất thích đau buồn. Mẹ của chúng ta là vậy, cuộc đời của chúng ta là vậy. Và chúng ta hãy sống, hãy tự tin, hãy chủ động và không ngừng cố gắng để làm phong phú hơn giá trị cuộc sống của chính bản thân chúng ta, chính con mình chúng ta. Chính về bên kia nó đau khổ và còn vô cùng. Và khi nào chúng ta đọc lại câu chuyện này, chúng ta sẽ nhận ra một giá trị đào đồng. Có nghĩa là tóm lại bài học cuộc sống rút ra từ câu chuyện này là, đó là cuộc sống ai cũng có những khuyết điểm riêng, chẳng ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là chiếc bình đức nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng điểm yếu, mọi thứ đều có thể trở nên hữu ích. Chính những quyết định thì vậy đó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn các bạn. Giờ đây chúng ta mở rộng tâm hồn ra và nâng cái tình thương, lòng nhân ái trở thành triết lý sống trong trái tim của mọi người của chúng ta. Và xin chấm dứt cái bài ký tự đức như từ nhà đạo quả.